Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bài tập nho nhỏ của phần mềm Photoshop ha Thì thông thường thì khi các bạn chụp hình đó, thì các bạn hay bị cái lỗi là cái mắt đỏ ha Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái việc là thao tác để xóa cái mắt đỏ Thì đầu tiên thì chúng ta cần phải có một tấm ảnh nào đó, có một người nào đó chụp bị cái hiện tượng là mắt đỏ ha Thì đơn giản lắm, những bạn nào mà không có ảnh đó, thì bạn có thể lên trên Google ha Google trình duyệt web nào cũng được bạn lên đó sau đó các bạn vào thành tìm kiếm của Google á, bạn đánh chừng dùng, dùng tôi cái chữ uh, chụp hình mắt đỏ ha như thế này chụp hình mắt đỏ rồi bạn đánh tiếng Việt có dấu cũng được và không dấu cũng được ha Google Google nó hiểu hết ha chụp hình mắt đỏ đây Enter rồi sau đó các bạn chọn cho tôi cái bộ lọc là bên tìm kiếm bên hình ảnh nha đây tìm kiếm bên hình ảnh thấy chưa có rất là nhiều ảnh những cái người mà đã bị chụp mà cái mắt đỏ là như thế này đây ha bạn thấy chưa bạn thấy trên màn hình đó nó do hiện tượng chá của cái đèn lát đó rồi bạn chọn bất kỳ tấm ảnh nào cũng được ha bạn chọn bất kỳ tấm ảnh nào cũng được các bạn tải về thôi bạn tải về để chúng ta làm bài tập để sử tôi chọn tấm ảnh này tôi tải về đi ha tải thì bạn lít chụp phải vào tấm ảnh bạn chọn cái chữ sale á dụ trình duyệt uh, Chrome bằng tiếng việt thì bạn chọn chữ lưu hình ảnh thành ha rồi chúng ta lưu tấm ảnh này về để chúng ta chuẩn bị làm bài tập thôi rồi bạn mở phần mềm photoshop lên thì bài tập hôm nay cũng khá là đơn giản thôi chúng ta thực hiện một vài thao tác là chỉnh sửa được cái phần mắt đỏ rồi ha tại vì sẵn tới cái công cụ liên tục với những cái bài tập trước thì tới phần này thì tôi nói luôn rồi tới đây thì các bạn nhấn up fun. Ta up để ta mở cái file ảnh chúng ta lên ha ctrl o gì đó rồi bạn chọn cái tấm ảnh cái đường dẫn tới tấm ảnh của các bạn giả sử tấm ảnh tôi ở đây đây ha mắt đỏ ở đây cpg open rồi giả sử như tôi có cái một anh chàng này đã bị mắc đỏ như thế này ha do chúng ta chụp hình nó nó bị chá cái đèn á rồi thì đầu tiên bạn nhìn bên trên bên trái cái thanh công cụ nè ha bạn kiếm cái tiếp theo những cái cái video trước thì tôi hướng dẫn bên cái spot heal, link brush, heal link brush, part ba công cụ này dùng để uh, số mụn tàn nhang hay những cái chi tiết thừa trên tấm ảnh tiếp theo thì chúng ta tới cái công cụ uh, cuối cùng này ha uh, red eye tool ha nghĩa là công cụ về mắt đỏ, thấy chưa? bạn nhìn cái biểu tượng là hình con mắt với phía trên có cái dấu cộng này, thấy chưa? đó, đó là biểu tượng của công cụ là xóa mắt đỏ rồi. bạn lít vào đây. rồi cái công cụ này là sử dụng rất là đơn giản ha. thì sau khi bạn nhấp rồi á, bạn chỉ việc tạo một cái vùng chọn quanh cái con mắt này là xong thôi. tôi làm thử cho bạn xem ha. tôi lít chuột trái đây, thấy chưa? đơn giản là chỉ việc là tôi lít chuột trái, tức tôi không cần tạo vùng chọn ha. tôi làm lại ha. công cụ này rất là đơn giản thôi. Ctrl tôi quay lại bằng phím tắt là Ctrl Z quay lại nhiều lần thì tôi nhấn Ctrl O Z ha rồi thì chúng tôi làm lại ha tôi chọn cụ này đây đây rồi phím tắt là chữ Z đó sẽ đó tôi di chuyển đến cái vị trí mà cái con mắt bị đỏ như thế này tôi lít chuột trái tôi lít chuột trái thấy chưa đơn giản là tôi lít chuột trái hai lần chỉ với hai cái cú nhấp chuột thôi là tôi xóa xong cái vụ mắt đỏ rồi tôi sẽ phóng nhỏ lại cho bạn xem đó quay lại cái trạng hai góc thấy chưa rồi thì à, đó là cái cách mà chúng ta sử dụng cái, cái, công cụ tự động của cái phần mềm Photoshop ha à, trên đây thì bạn cứ để mặc định ha những hai cái này bạn cứ để mặc thông số mặc định 50 hay gì đó mặc định nó đang ở 50 Tôi chỉnh 500 trăm rồi thì cái này là cái rồi cái cái đầu tiên tôi sẵn sàng để tôi nói luôn cái đầu tiên là pop pop size là cái này là cái kích thước của chúng ta thôi sử cái con mắt của bạn nó nhỏ thì bạn chỉnh cái cái này phần trăm nhỏ xuống còn nó lớn thì bạn chỉnh cái số cái số size này là nhỏ xuống ha pop size nè kích thước thôi còn cái thứ hai thì cái mức độ làm cho con mắt nó đen á thì chúng ta để khoảng 50 trăm thôi ha nó đen như thế này nó khoảng khoảng 50 trăm thôi thấy giờ chứ các bạn muốn đen nữa thì bạn phải tùy chỉnh tăng cái, cái 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 màu mắt đen lên bằng cách là tăng cái số này đây ha tích vào đây mà lít vào đây để hiện thanh trượt hoặc là bạn trượt trực tiếp lên trên cái chữ này luôn thấy chưa kéo phải để tăng lên một kéo trái giảm xuống thấy chưa còn rất là đơn giản rồi tôi control quét quay lại thì các video sau thì tôi hướng dẫn các bạn riêng về cái phần gì cái phần mà bên cái phần mà chỉnh sửa ảnh mà màu sắc á, thì chúng ta có một có thể uh, có thể làm bằng cách khác nữa ha cách khác thì nó hơi phức tạp một tí thì sử giờ tấm ảnh như thế này đi ha tôi chọn đúng cái cái laser trường hợp tôi chỉ có một laser nền thôi lớp laser background á rồi chỉnh sửa ảnh thì giả sử giờ các bạn sử dụng công cụ email nè menu email các bạn vô cái adjustment ha adjustment này các bạn vô cái phần có nhiều cách lắm nha, bạn sử dụng level co cool cũng được ha hue saturation cũng được bạn chọn cái nào cũng được giả sử tôi chọn đại cái hue đi hue saturation là chỉnh sửa màu sắc vào đâu bỏ hòa rồi có một cái bảng xuất hiện như thế này đây đây cái bảng này tôi sẽ lôi xuống cho nó gần gần đi cho bạn xem rồi thì trong cái bảng này thì bạn chọn cho tôi cái trong cái phần mà bạn sẽ thấy cái chỗ master này ha click vào đây bạn chọn cho tôi con mắt đỏ nên chúng ta sẽ chọn cái chế độ chỉnh màu cho màu đỏ thôi ha rest nè ha đây đó. sau khi bạn chọn chế độ của màu mắt màu đỏ thôi đó, đó. nhưng chúng ta chỉ 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 thay đổi được cái màu đỏ thôi khi bạn chọn cái này còn những màu khác thì không ảnh hưởng thì sau khi chọn màu đỏ rồi bạn tùy chỉnh dùm tôi cái cái chữ saturation nè là cái độ bảo hòa nè bạn cho nó không còn màu luôn nên nó về trắng đen thôi thấy chưa Ha, những cái nào có màu đỏ thì nó sẽ 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 nó sẽ quay về ha nhưng mà lưu ý khi bạn sử dụng cái này thì nó sẽ ảnh hưởng luôn cái màu da của cái anh này thì làm sao thì do đó thì các bạn nên phải tạo vùng chọn trước khi sử dụng tính năng này ha thật sự như thật sự như thế này để tránh ảnh hưởng lên cái màu da đỏ của anh này ha rồi chọn cái Ellipse nè cái công cụ elip nè ha. cho nó ra hình tròn có đôi mắt đi ha nhanh mà cái phần này nhanh mà lít vào tâm nè giữ tay trái giữ phím ship để, để ra hình tròn tay giữ phím on để dễ từ tâm thấy chưa rồi tôi làm nhanh vẽ một cái con mắt như thế này lưu ý giữ phím, phím ship để dễ hình tròn và chữ phím on để dễ hình tâm tôi hình ảnh này do cái này là layer background nên tôi không được quyền tạo ha tôi phải chuyển cái layer background thành layer thường nữa ha thì bạn bằng cách là bạn nhấp đôi chuột trái Thấy chưa, nhấp đôi chuột trái bằng OK là xong. Nó sẽ chuyển layer background thành layer thường. Lưu ý ha và bạn, bạn click chuột phải bạn chọn uh, uh, control check đây chuột phải bằng chọn layer from background để chuyển layer thường thành layer background cũng vậy thôi sẽ bạn nhấn ok thấy chưa chuyển thành layer thường rồi rồi sau nữa các bạn chọn là tao vùng chọn thì nhiều cách lắm chọn nhiều cách lắm mà chọn tôi hướng dẫn cái video trước rồi ha công cụ nào cũng được giả sử như quyết sử tôi cũng được nè đây lít vào đây thấy chưa nó này lít vào đây lít nhanh thôi hoặc là công cụ uh, quick mắt tạo mặt nạ thì cái đó tôi nói sao hoặc mặt nạ tôi chưa nói ha như thế này dùng chọn đơn giản như vậy thôi rồi rồi trong đây thì tôi chọn email này, là adjustment tôi chọn hue saturation ha rồi trong đây tôi quay lại tôi chọn cái màu là màu đỏ đi màu đỏ là icon màu đỏ dress tôi cho cái saturation này xuống bằng không thấy chưa đó rồi sau nữa sau đó tôi nhấn ok rồi control d rồi bạn thấy chưa mắt anh này đã màu đỏ rồi trường hợp mà nó sáng quá thì hồi nãy chúng ta nên chọn tăng cái màu đen ở dưới lên ha nó đơn giản thôi thấy chưa rồi à, video này chỉ vậy thôi hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo